vị và các bạn đang đến với bản tin tối trên các nền tảng của FBNC. Hôm nay ngày 20 tháng 5, bản tin có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, dân số thủ đô Bắc Kinh đang già hóa nhanh chóng. Tại Việt Nam, hai con của ca COVID-19 bán quán ăn ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh dương tính với nCoV. Thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm khẩn cho 300 người ở quận Bình Tân liên quan ca nghi nhiễm mới. Thông tin về ca tử vong thứ 39 liên quan tới COVID-19 tại Việt Nam. Tiêu điểm thế giới, Somor sẽ hủy dự án xây dựng lớn với Trung Quốc. Bức ảnh trong ngày tái hiện cố đô Huế trong khu nhà vườn giữa thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin về những mối lo mới nhưng không tránh khỏi của chính quyền Bắc Kinh sẽ mở đầu tin tức thế giới hôm nay. Thưa quý vị, cơ quan thống kê thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vừa thông báo dân số thành phố này năm 2020 là 21,89 triệu người, bình quân mỗi năm tăng thêm 1,1% trong 10 năm vừa qua, tỷ lệ tăng thấp hơn giai đoạn năm 2000 đến 2010. Hiện nay, số người lớn tuổi trên 60 là 4,29 triệu, chiếm 19,6% toàn bộ. Điều này cho thấy mức độ già hóa đang ở tốc độ cao, sẽ gây ra các khó khăn nhất định về an sinh xã hội. Được biết, mặc dù Trung Quốc đã xóa bỏ chính sách một con từ lâu, nhưng hiện tại vẫn còn rất ít gia đình sinh nhiều hơn một con. Nguyên nhân do sức ép về kinh tế và mưu sinh. Bình quân mỗi cặp vợ chồng Trung Quốc hiện tại phải nuôi từ 3 đến 4 người cao tuổi. Nếu sinh thêm nhiều con, phần lớn sẽ cảm thấy rất áp lực. Chính phủ Trung Quốc vừa công bố số liệu cho thấy gần đây bình quân mỗi năm nước này có 10 triệu đám cưới được đăng ký. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, mỗi năm cũng có đến gần 4 triệu ca ly hôn. Đây là một con số cao kỷ lục khi tỷ lệ ly hôn trên đám cưới chiếm tới 40%, thuộc nhóm cao nhất nhì thế giới. Ở một thông tin khác, mỗi năm chính quyền địa phương ở Trung Quốc cũng cấp thêm khoảng 4 triệu giấy đăng ký kết hôn cho những cặp vợ chồng chưa có giấy tờ hoặc đã bị mất giấy tờ. Theo một số tài liệu rò rỉ, khoảng 100 nhân viên ngoại giao Myanmar tham gia phong trào bất tuân dân sự để phản đối cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 đã bị chính quyền quân đội gọi về nước. Tuy nhiên, một số không chịu về và vẫn ở lại quốc gia mình đang làm việc. Các nhân viên ngoại giao bị gọi về lần này trải dài ở hơn 20 quốc gia như Mỹ, Anh, Nhật và Singapore. Trong số những người bị gọi về, đáng chú ý có ông Kyaw Thun, đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc, người đã công khai phản đối cuộc đảo chính vào ngày 26 tháng 2 vừa qua tại một cuộc họp không chính thức của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Mia Yisan, thư ký thứ hai Đại sứ quán Myanmar tại Mỹ cũng nằm trong danh sách. Ông từng nêu ra ý kiến của mình trên tờ Washington Post vào ngày 29 tháng 4, ngoài ra còn có đại sứ tại Anh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch không kích ở dải Gaza cho đến khi nào đạt được mục đích. Phát biểu của ông Netanyahu đưa ra khi Mỹ và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực làm trung gian hòa giải và hạ nhiệt căng thẳng sau khi các cuộc xung đột dữ dội nổ ra trong những ngày qua. Theo Thiếu tướng Aharon Haliva, Cục trưởng Cục tác chiến của lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF, các chiến dịch trên chỉ được xem là thành công nếu bảo đảm ít nhất trong vòng 5 năm tới, Hamas và các lực lượng cực đoan không thể tiến hành bất kỳ một đợt tấn công nào khác vào Israel. Trong một diễn biến có thể làm phức tạp thêm tình hình, một số tên lửa bắn đi từ miền nam Liban đã rơi xuống miền bắc Israel. Rất có thể đây là hành động của nhóm vũ trang Hezbollah nhằm ủng hộ đồng minh Hamas. Tính đến nay, xung đột Israel và Hamas đã khiến 219 người ở dải Gaza và 12 công dân nhà nước Do Thái thiệt mạng. Hai ngoại trưởng Nga-Mỹ đã có cuộc gặp mặt đối mặt đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden tại thủ đô Reykjavik của Iceland, trong bối cảnh hai quốc gia đang căng thẳng và có hàng loạt bất đồng, đặc biệt về tình hình Ukraine. Cuộc gặp này nằm bên lề của đối thoại đa phương đang diễn ra giữa các quốc gia ở gần Bắc Cực, hay còn gọi là Hội đồng Bắc Cực. Cuộc gặp của hai ngoại trưởng cũng được xem là sự chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai tổng thống Putin và Biden vào tháng 6 tới. Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu, "Chúng tôi muốn tìm kiếm một mối quan hệ vững mạnh với Nga. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ tốt cho người dân Mỹ, người dân Nga và toàn thế giới. Không có gì bí mật khi chúng tôi thừa nhận quan hệ hai nước đang căng thẳng, đang có quá nhiều sự khác biệt. Nếu nước Nga gây hấn với chúng tôi, nước Mỹ và các đồng minh sẽ phản ứng mạnh mẽ. Tổng thống Joe Biden muốn chúng tôi tập trung thảo luận cách hạ nhiệt căng thẳng, tránh những cuộc đối đầu nhưng vẫn bảo vệ lợi ích quốc gia." Tổng thống Colombia Ivan Duque vừa bổ nhiệm Phó Tổng thống Lucia Ramirez làm ngoại trưởng mới của nước này sau khi người tiền nhiệm Claudia Blum từ chức. Như vậy, bà Ramirez sẽ kiêm nhiệm hai chức vụ cùng một lúc. Phát biểu sau khi bổ nhiệm, Tổng thống Duque nói, "Bà ấy là một người phụ nữ có kinh nghiệm tuyệt vời trong chính trị lẫn các vấn đề kinh tế tư nhân. Bà ấy từng là Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng nghị sĩ và Phó Tổng thống." Được biết, cựu Ngoại trưởng Blum từ chức vào tuần trước, theo sau Bộ trưởng Tài chính Alberto Carrasquilla do các vụ biểu tình phản đối chính phủ trên diện rộng liên quan đến chính sách cải cách thuế của Tổng thống Ivan Duque.
Ông Yang Jiming, nhà sáng lập hãng công nghệ ByteDance, công ty chủ quản của mạng xã hội TikTok, vừa thông báo với các nhân viên rằng mình sẽ từ chức CEO trong những ngày sắp tới. Người thay thế ông là Liang Rubo, giám đốc nhân sự của tập đoàn. Ông Yang đánh giá người kế nhiệm có năng lực tuyệt vời và cả hai sẽ làm việc cùng nhau trong 6 tháng để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ. Phát biểu thông báo về sự việc, ông Yang nói, sự thật là tôi thiếu một số kỹ năng để trở thành một nhà quản lý kiểu mẫu. Tôi thích phân tích về tổ chức và các nguyên lý marketing hơn, cũng như áp dụng chúng vào công việc. Tôi thích điều này hơn là quản lý người khác. Được biết tháng trước, ByteDance cũng đã bổ nhiệm ông Shou Zijiu từ Singapore làm CEO của TikTok. Theo một số nguồn tin, có thể cuối năm nay, ông Yang sẽ giữ một vị trí chủ chốt mới trong tập đoàn, thiên về phân tích và hoạch định chiến lược. Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu thông báo một tảng băng khổng lồ có kích thước lớn hơn đảo Majorca của Tây Ban Nha sắp tách khỏi lục địa Nam Cực và trôi ra biển, trở thành tảng băng trôi lớn nhất thế giới. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy tảng băng này rộng khoảng 4.320 km², dài 175 km và rộng 25 km. Các nhà khoa học cảnh báo những tảng băng lớn đang vỡ ra do trái đất nóng lên có thể làm cho mực nước biển dâng cao hơn, cũng như ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sống của loài chim cánh cụt tại Nam Cực. Thông tin về một dự án khủng của Trung Quốc có nguy cơ bị hủy bỏ ở quốc đảo Samoa ở Thái Bình Dương sẽ là tiêu điểm thế giới hôm nay. Thưa quý vị, Thủ tướng mới của quốc đảo Samoa dự tính sẽ hủy dự án xây dựng một cảng biển có chi phí tới 100 triệu đô la do Trung Quốc làm chủ thầu tại nước này. Nguyên nhân được cho là con số trên vượt quá sức chịu đựng của nền kinh tế và khiến Samoa rơi vào bẫy nợ sâu hơn của Trung Quốc. Dự án xây dựng cảng Vaiusu đang gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Samoa thời gian gần đây. Vì sự ủng hộ dự án này nên đảng của lãnh đạo Tulaipa đã bị mất thế đa số trong quốc hội và phải nhường ghế thủ tướng cho lãnh đạo đảng đối lập là bà Fiamme. Phát biểu với Reuters sau khi giành chiến thắng, bà Fiamme nói, chúng tôi muốn duy trì quan hệ với Trung Quốc. Samoa là quốc gia nhỏ, những cảng biển và sân bay rất quan trọng với chúng tôi. Thật khó để dừng dự án này, nhưng đó là việc phải làm vì chúng tôi còn nhiều ưu tiên khác quan trọng hơn. Được biết hiện nay Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Samoa khi chiếm tới 40% trong tổng số 160 triệu đô la. Thời gian qua, Úc, Mỹ và một số nước phương Tây cảnh báo Trung Quốc đang tăng cường đầu tư và gây ảnh hưởng, giăng ra những bẫy nợ cho các quốc đảo ở Thái Bình Dương, từ đó muốn thiết lập những căn cứ tại các vùng biển chiến lược này nhằm phục vụ cho chiến lược dài hơi cạnh tranh với Mỹ. Xin được chuyển sang các tin tức trong nước. Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về ca bệnh là nữ chủ quán ăn ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, qua điều tra ban đầu, ngành y tế đã truy vết 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở, chuyển cách ly lấy mẫu xét nghiệm khẩn. Kết quả cho thấy có thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là con gái của bệnh nhân này. Đáng quan tâm là thông qua điều tra dịch tễ, một trong hai người con vừa có kết quả dương tính từng đi Đà Nẵng, Nha Trang. Thông tin này đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và chúng tôi sẽ cập nhật trong bản tin sau. Mới đây, 72 hộ với hơn 300 nhân khẩu trên đường Đoàn Phú Tứ, phường An Lạc A, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã được lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm khi một người dân sống tại đây bị nghi nhiễm COVID-19. Đồng thời, trong sáng ngày 20 tháng 5, toàn bộ tuyến đường này cũng đã được lực lượng chức năng tiến hành lập chốt phong tỏa. Đến trưa cùng ngày, nhiều người dân sống tại khu vực này khi biết tin bị phong tỏa đã chủ động quay về để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại, người bị nghi nhiễm COVID-19 đã được đưa đi bệnh viện. Cơ quan chức năng cũng tiến hành hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người dân sinh sống bên trong khu vực phong tỏa. Sau ca tử vong do COVID-19 thứ 38 vừa ghi nhận sáng nay, tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 mới đây đã thông báo về ca tử vong của bệnh nhân 3.554, là ca tử vong thứ 39 tại Việt Nam. Cụ thể, bệnh nhân là nam 81 tuổi, có tiền sử đau khớp gối nhiều năm, xơ gan, đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh gút. Cụ thể, ngày 3 tháng 5, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết trên bệnh xơ gan gút. Ngày 11 tháng 5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh chống viêm, chống đông, duy trì vận mạch. Bệnh nhân được các giáo sư đầu ngành hội chẩn quốc gia ngày 18 tháng 5. Tuy nhiên, bệnh tình không giảm. Ngày 19 tháng 5, bệnh nhân có diễn biến nặng. Mặc dù đã được bệnh viện cấp cứu hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là sốc nhiễm khuẩn huyết đường vào vi mủ khớp gối hai bên, trên bệnh nhân xơ gan, đái tháo đường, tăng huyết áp, nhiễm SARS-CoV-2. Liên quan đến việc giá thép xây dựng tăng kỷ lục trong 4 tháng đầu năm nay, mới đây Hiệp hội Thép Việt Nam VSA cho biết, dù Bộ Công Thương đã vào cuộc kiểm soát chặt thị trường, nhưng do nhu cầu tăng mạnh, giá thép khó giảm.
Lượng thép xuất khẩu đã tăng, nhưng về tổng thể, ngành thép vẫn đang nhập siêu hơn 1 tỷ đô la. Dự kiến trong năm 2021, Việt Nam vẫn tiếp tục phải nhập khẩu một lượng lớn thép cuộn cán nóng để phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước. Thời gian qua, giá thép trong nước đã tăng phi mã 40-45% so với quý 4/2020. Cơn sốt nóng của giá thép bắt nguồn từ giá nguyên liệu đầu vào của mặt hàng này không ngừng tăng. Trong khi ngành thép Việt Nam phụ thuộc phần lớn từ nguồn nhập khẩu với nguyên liệu sản xuất đầu vào như quặng sắt, thép phế liệu. Mới đây, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP lên tiếng đề nghị Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem lại việc kiểm soát quá mức cần thiết đối với mặt hàng thủy sản chế biến xuất nhập khẩu. Hiện 100% các container hàng về đều bị kiểm tra hồ sơ và phải có giấy của thú y mới được thông quan. Việc Cục Thú y cố tình áp dụng các biện pháp không cần thiết trong kiểm dịch thủy sản nhập khẩu làm tăng chi phí và thời gian kiểm tra, gây khó khăn tốn kém cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khi đó, về khía cạnh pháp lý, luật thú y không quy định sản phẩm chế biến từ sản phẩm động vật hoặc sản phẩm có chứa sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch động vật. Đồng thời, 160 quốc gia bao gồm Mỹ, EU nhập khẩu sản phẩm thủy sản Việt Nam để dùng làm thực phẩm cho người đều chỉ áp dụng kiểm tra an toàn thực phẩm. Và SEP đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần phải trả lại tên kiểm tra an toàn thực phẩm đối với việc kiểm tra nhập khẩu thủy sản chế biến làm thực phẩm cho người thay vì mang tên kiểm dịch nhập khẩu như hiện nay. Những ngày này, tình trạng sạt lở nghiêm trọng lại tái diễn ở các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mới đây nhất, thành phố Cần Thơ đã xảy ra 2 vụ sạt lở làm 4 căn nhà chìm xuống sông. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố Cần Thơ xảy ra 4 vụ sạt lở bờ sông với tổng chiều dài 100m, làm ảnh hưởng 19 căn nhà tại quận Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Cái Răng. Còn tại tỉnh Vĩnh Long, tình trạng sạt lở bờ sông đang ở mức báo động. Năm 2020 có 225 tuyến điểm sạt lở làm mất hơn 6.000 mét đất bờ sông, kênh rạch, gây thiệt hại gần 11,5 tỷ đồng. Đáng quan tâm là các vụ sạt lở nghiêm trọng liên tục xảy ra dù mới đầu mùa mưa. Xin chuyển sang những thông tin về an ninh trật tự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa khởi tố bị can tạm giam ông Đào Công Thiên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh này do liên quan đến sai phạm về đất vàng Nha Trang. Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thi hành các lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đào Công Thiên, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, lệnh khám xét nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Võ Tấn Thái. Theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng, hai cựu lãnh đạo này có liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án BT, trường chính trị tỉnh Khánh Hòa. Khu đất vàng trên đã bị định giá thấp hơn giá thực tế của thị trường hơn cả chục lần để giao cho doanh nghiệp. Sai phạm trên đã đẩy trường chính trị Khánh Hòa từ vị trí trung tâm thành phố ra ngoài ô, nhường chỗ cho cao ốc gần 1.000 căn hộ trái luật. Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho biết vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Lý, sinh năm 1983, trú phường Long Biên, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, năm 2018, đối tượng tự nhận là cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Long Biên và có một số thửa đất được mua với giá ưu đãi để tiếp cận con mồi. Để tạo lòng tin, đối tượng đã gửi bản đồ dự án khu đất, vị trí thửa đất cho các nạn nhân. Hiện đã có 2 nạn nhân tố cáo Lý chiếm đoạt lần lượt là 3,6 tỷ đồng và 2 tỷ đồng với cùng chiêu thức giả danh cán bộ bán dự án trên giấy như thế. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa cho biết địa phương này vừa khống chế thành công một vụ cháy lớn trong khu rừng thông gần 50 năm tuổi, kéo dài từ thôn Vĩnh Trinh đến thôn Cổ Châu, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên. Trước đó, một đám cháy lớn đã xuất hiện và nhanh chóng lan rộng trong khu rừng thông này. Huyện Duy Xuyên đã huy động trên 300 người gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân, kiểm lâm và người dân địa phương tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, dưới tán rừng thông có lớp thực bì khá dày nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng chữa cháy rừng. Sau gần 15 giờ tập trung tối đa lực lượng để chữa cháy, vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để xác định diện tích rừng bị cháy, mức độ thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy rừng thông có quy mô lớn này. Bức ảnh trong ngày Thu Thủy muốn chia sẻ cùng quý vị hôm nay là hình ảnh về một công trình tinh xảo về kiến trúc mô phỏng. Nhưng sâu sắc hơn, đó còn là công trình thể hiện lòng hiếu thảo rất đáng trân trọng của một người con dành cho cha mẹ già. Bức ảnh trên là công trình cố đô Huế thu nhỏ với 151 kiến trúc như Hoàng Thành, Tử Cấm Thành, Chùa Thiên Mụ, Cầu Trường Tiền, Lăng Các Vua Triều Nguyễn, được tái hiện sinh động theo đúng tỷ lệ cùng độ tinh xảo như thật. Trên khu đất 1.000 m2 ở sau nhà, đường Hoàng Hữu Nam, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, 46 tuổi, dành làm không gian tái hiện lại toàn bộ quần thể di tích cố đô Huế theo tỷ lệ 1/700. Tác giả công trình có 102 trên chia sẻ,
Tôi theo gia đình vào Sài Gòn từ năm 10 tuổi, nên hình ảnh quê hương lúc nào cũng da diết. Một lần, mẹ tôi bày tỏ nỗi lo lắng khi tuổi cao sức yếu, sẽ khó về Huế được. Thương mẹ nên tôi quyết tâm tái hiện lại di tích cố đô để mẹ cha được ngắm Huế mỗi ngày. Ngoài ra còn cho con cháu trong gia đình gìn giữ gia phong, văn hóa cội nguồn. Thưa quý vị, trên các nền tảng của FBNC, chúng tôi liên tục cập nhật những nội dung trong nước và quốc tế mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy bắt tín hiệu với FBNC và theo dõi nhé. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Theo báo cáo mới nhất do Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, gọi tắt là UNCTAD, công bố thương mại toàn cầu đã tăng trở lại mức cao kỷ lục trong quý 1 năm nay. UNCTAD đánh giá sự phục hồi này cao hơn khoảng 3% so với mức trước đại dịch COVID-19, đồng thời dự đoán nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ có thể sẽ là động lực chính của tăng trưởng toàn cầu trong những tháng tới. Trang Material Handling and Logistics của Mỹ cho biết, 43% doanh nghiệp Mỹ được hỏi đều khẳng định Việt Nam nằm trong số 3 điểm đến họ ưu tiên tìm kiếm nguồn cung trong năm 2021. Tỷ lệ này đã tăng gấp đôi so với năm 2019. Sự tín nhiệm này đến từ đâu và cơ hội nào sẽ mở ra cho kinh tế Việt Nam trong đại dịch? Câu trả lời sẽ có trong bản tin kinh tế 20 tháng 5. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa phúc thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc, và đồng phạm trong sai phạm liên quan đến việc đấu thầu thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trước khi diễn ra phiên tòa, các luật sư của bị cáo Hệ đã xin vắng mặt. Để đảm bảo quyền lợi của các bị cáo, hội đồng xét xử chỉ định luật sư bào chữa. Tuy nhiên, bị cáo Hệ và bị cáo Hoang không đồng ý. Thông tin chi tiết về vụ việc sẽ có trong tin nóng 24 giờ sáng mai ngày 21 tháng 5. Bản tin tối của FBNC đến đây xin được khép lại. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.